my god! Wow! Chào mọi người, lại là mình đây. Thì mình nói trước luôn là cái video này là một trận thua, nhưng mà mình quyết định mình vẫn đăng video lên để cho mọi người hiểu được cái việc mà để quay một video game thành phẩm và đăng lên nó rất là vất vả. Với lại mình muốn kỷ niệm là trận này mình được ghép cặp với lại YouTuber Mạnh Blue. Thì lúc đầu là Mạnh Blue định đi rừng, nhưng mà mình cũng xin rừng để mình quay cái con Elandor trang phục mới này. Và Mạnh Blue đi top với lại con Tara. Thì cái kèo với Tara là cũng khó nha, thì Tara nó trâu quá, cho nên Mạnh Blue lúc đầu cũng không có đè được nó. Với lại chắc là cái ạc của Mạnh Blue là nhiều người cũng biết, cho nên cái trận này Mạnh Blue được chăm sóc khá là kỹ. Mình chỉ quay sơ sơ thôi, chủ yếu là mong mọi người hiểu được một YouTuber mà về game làm nó cũng rất là vất vả, không có dễ dàng gì hết. Tại vì đâu có chắc chắn là đánh trận nào thắng trận đó đâu. Nhiều khi mà các bạn đang xanh, các bạn ép xong, các bạn ăn được cả 3 đường mega của địch, nhưng các bạn vẫn thua ngược, là coi như cái clip đó bỏ, phải quay lại từ đầu. Giống như cái clip này của mình lúc đầu mình cũng ép dữ lắm. Đó, 3-4 thằng nó xuống nó ép Murad nè. Đó, thằng Na, rồi Tara. Đó, 3-4 thằng nó thấy cái nít Mạnh Blue nó qua nó ép. Thì con Tara này nó quá trâu. Rồi trở lại cái vụ mà làm YouTube, thì nói chung là mình thấy làm YouTube cũng rất là khó, không phải đánh trận nào thắng trận đó đâu. Để có một video thành phẩm thì cũng rất là vất vả, cho nên nếu mà anh em mà có xem video được á, anh em nhớ thả like, comment rồi đăng ký kênh để ủng hộ mấy anh em YouTuber tụi tôi. Thì clip này chỉ có vậy thôi. Còn cái nguyên nhân thua là do chắc là team tôi đánh lỗi, chứ mà cái trận này là tụi tôi đang ép team địch cũng gần tới nhà rồi đó, nhưng mà vẫn thua. Nếu mà anh em thấy clip này hay, ý nghĩa, thì anh em ủng hộ tôi một lượt đăng ký kênh, một like, với lại Mạnh Blue nữa nha. Bởi lần đầu tiên được quay với Mạnh Blue mà thua cũng buồn, nhưng mà không sao, hy vọng sẽ có cơ hội gặp lại và chung team và chiến thắng. Tạm biệt mọi người. An enemy has been defeated. Stepping through. Nigasanai. You have defeated an enemy. An enemy has been defeated. すぐに向かわなくても。きっと大丈夫だ。